Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Hôm nay thì mình rất vui khi mà được trên tay, trên bàn và trải nghiệm một cái sản phẩm mà thật sự rằng là nó quá khủng khiếp đi các bạn à. Với một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Maso ở đây. Thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy được rằng là mùi tiền đúng không nào. Nhưng mức giá của em này thật sự ấy, nó rất là hợp lý luôn với những gì mà nó mang lại. Xét theo cái giá trị của nó các bạn nhé, không chỉ là mỗi cái thương hiệu, mỗi cái logo Maso này đâu, mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Và mức giá đang được bán tại Trung Trần ấy thì nó chỉ rơi vào là tầm khoảng 9,5 triệu. Và đây là hàng mới 100% luôn các bạn nhé. Đấy, cực kỳ yên tâm cho các bạn luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì Trung Trần cũng đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho toàn bộ sản phẩm luôn. Đặc biệt là với những cái dòng sản phẩm như là laptop chẳng hạn. Đó, thì đây là những cái chiếc laptop được nhập tại thị trường Mỹ về Việt Nam và hàng là hàng loại A luôn. Và đó là phần quảng cáo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chi tiết đánh giá em lo Maso Urban 3 này các bạn nhé. Wow, thật sự là đối với mình ấy, thì từ đến giờ là mình cũng ít khi mà trải nghiệm những cái dòng loa đến từ Maso lắm. Tại vì thường thường là mình nghĩ là những cái dòng mà loa kiểu hàng hiệu như thế này thì chủ yếu nó bán thương hiệu là chính. Chứ còn thực tế thì nghe thì cũng được, chứ cũng không hẳn là quá ấn tượng xét trong cái tầm tiền, cái số tiền mà mình bỏ ra. Nhưng không các bạn à, đối với lại cái chiếc loa Urban 3 này thì đúng là đắt sắc ra miếng thật sự luôn. Với tầm cái phân khúc giá khoảng 9,5 triệu cho cái chiếc loa này, thì các bạn có thể thấy, đầu tiên là mình nói về cái phần mức độ hoàn thiện của một em loa hàng hiệu này nhá. Đó, thì các bạn có thể thấy nó mang theo cái kiểu dáng cổ điển. Cái phần sườn ở đây đấy, thì nó được bao bọc bởi một lớp da rất là xịn sò luôn. Và đây là một cái lớp da nguyên khối. Các bạn chỉ thấy cái mặt ghép của nó ở chỗ này thôi. Đây, cái điểm ghép nối miếng da này này, nó là một miếng da luôn. Và nó ghép lại ở chỗ này. Đây, mặc dù là nó có một cái kích thước lớn ấy, nhưng mà rõ ràng là soi những cái lỗ hổng của em này rất là khó luôn. Đấy, phần màn loa ở phía trước đây thì nó sẽ được bọc bởi một cái lớp vải. Mình không rõ đây là lớp vải gì, nhưng mà theo như Maso công bố thì đây là những cái chất liệu gọi là tái chế. Chất liệu tái chế là thường nó cũng sẽ đắt hơn so với lại những chất liệu thông thường các bạn nhé. Cho nên các bạn cứ yên tâm đi, không phải là cứ kiểu nghe chất liệu tái chế là nó rẻ tiền đâu. Tại vì đấy, ông kiểu ông cứ nhặt rác tái chế mà đúng không nào. Nhưng mà thực chế không đâu. Với những cái chất liệu như thế này thì nó phải xử lý qua một cái quy trình nó rất là nghiêm ngặt kỹ càng để mà nó cho ra một cái thành quả như thế này. Đó, và bên trong thì nó sẽ là một cái màn loa được làm bằng đồng nữa các bạn nhé. Ở chính giữa đây chúng ta sẽ có logo Maso rất nổi bật luôn. Đây là nó cũng được làm từ đồng này, sáng bóng luôn. Đấy, soi cái em này thì phải soi từng cái chi tiết như thế, mà mỗi lần soi thấy những cái điểm ghép nối của nó ấy, nó hoàn hảo đến mức mà kiểu mình phải wow lên ấy. Đấy, nó mới sướng, hàng hiệu mà các bạn. Kèm với đó, ở phần cạnh trên thì chúng ta sẽ có là các cái cụm núm nhìn rất là cổ điển luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cần gạt này này. Đấy, rất là cổ điển luôn. Nó được làm từ đồng các bạn nhé, nhưng mà nó sẽ sơn theo cái kiểu là nó hơi mạ vàng một tí, trông rất là sáng bóng luôn. Các cái cụm núm điều chỉnh bao gồm là volume này, âm lượng này, bass này, cũng như là treble. Các bạn có thể vặn tinh chỉnh ở đây rất là dễ dàng. Kế bên thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái nút tròn nhỏ nữa mà để chúng ta có thể tinh chỉnh các cái chế độ kết nối các bạn nhé, có dây hoặc là không có dây. Con này thì cũng hỗ trợ Bluetooth 5.2 nữa, cho nên các bạn có thể yên tâm là kết nối rất nhanh và cực kỳ đơn giản luôn. Trọng lượng của em này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 7,5 kg. Đây so với lại thế hệ thứ hai thì nó đã nhẹ hơn rồi, nhưng mà rõ ràng thì đây không phải là một cái loa nó thiên về tính di động lắm. Tại vì điểm hạn chế của con này là nó không có cái tay sách. Đấy, và cái loa này thì thường là đặt ở trong nhà để mà trang trí nội thất thôi. Mình cũng có tham khảo trên rất nhiều cái bài review trên mạng rồi. Thì nhiều người thì họ thích rằng là có thêm một cái tay sách để mà họ mang cái em này đi khắp muôn nơi ấy. Đúng, đối với mình cũng thế, tại vì với một món đồ hàng hiệu, thứ nhất là nó mang về cái tính sĩ diện đã. Cái thứ hai là cái phần chất âm của này cho ra là cực kỳ tốt, cực kỳ hay. Âm trường thì rộng hơn so với thế hệ thứ hai. Cho nên là khi chúng ta nghe, chúng ta sẽ cảm nhận được cái mức độ chi tiết nó khủng khiếp như thế nào. Đấy, nghe rõ được hết từng cái loại nhạc cụ, đặc biệt là những bài hát acoustic. Thế nhưng mà còn về những bài nhạc sôi nổi thiên về bass cái thứ này kia thì đừng lo. Em này có một cái loa trầm lên tới là 90W các bạn nhé. 90W cho mỗi cái loa trầm thôi. Nó còn có loa mic và loa treble nữa thì nó rơi vào tầm khoảng mỗi loa là 15W. Tổng cộng của con này lại nó sẽ cho ra một cái công suất là khoảng 150W. Tất nhiên là về mặt công suất nó sẽ không phải là cái phần thông số để thể hiện về mặt âm lượng của cái con loa này. Nhưng các bạn cứ yên tâm đi, với công suất 150W thì nghe nó cực kỳ đã luôn. Đặc biệt là khi mà mình trải nghiệm, mình test phần loa này, nghe với những cái bài hát mà nó thiên về bass thì
Trong phòng của mình đây nó sẽ có diện tích tổng là 70 mét vuông các bạn nhé, là hai phòng ngủ nữa, bao gồm cả hai phòng ngủ nữa. Thì kế bên tường đây, đằng sau bức tường này là cái phòng mà mình làm việc, mình dựng video cái thứ này kia. Thì bàn ghế bên trong đó nó rềm, nó rung hết. Trời ơi, bát con này nghe sướng vô cùng và âm lượng to vô cùng. Con này với công suất 150W ấy, thì rõ ràng nó là một cái công suất dư thừa cho cái căn phòng mà khoảng 70 mét vuông như thế này. Mình nghĩ là phải đặt ở trong một cái không gian mà nó rơi vào tầm khoảng là 100 đến hơn 100 mét vuông, 120, 140 mét vuông thì may ra nó mới đủ đô với em này, hoặc là khi mà chúng ta mang ra ngoài trời. Đấy, mà mang ra ngoài trời thì như mình đã nói, tiếc ở một chỗ là gì? Nó không có cái tay cầm để mà chúng ta có thể xách đi. Và trọng lượng 7,5kg mặc dù là nhẹ hơn so với lại thế hệ thứ hai, nhưng mà nó không có cái tính di động quá nhiều. Con này thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta là kết nối app để chúng ta có thể set up. Nó sẽ có những cái dạng kiểu đặt, ví dụ như là đặt ở bên cạnh viền này, hoặc là đặt ở trong góc. Thì khi mà các bạn sử dụng app như thế thì nó cũng sẽ tự động nó tinh chỉnh cái phần âm thanh sao cho nó phù hợp với vị trí mà chiếc loa này được đặt. Nói về phần chất âm thì sao nhỉ? Wow! Nó thật sự rất là sướng các bạn à. Và với một cái kiểu dáng cổ điển như thế này, khi mà mình nhìn vào cái chiếc loa Marshall Urban 3 này thì mình nghĩ ngay đến những bài hát của những thập niên trước. Đấy. Thực ra thì đến ở thời điểm hiện tại thì vẫn sẽ có tiếp tục những cái bài hát theo cái phong cách đó được ra mắt đến từ The Weeknd, hoặc là đặc biệt như là cái bài Chúng Ta Của Hiện Tại. Thì wow, nghe nó cực kỳ phù hợp luôn các bạn ha. Trời ơi, nghe nó feel vô cùng ấy. Chất âm ấy thì các bạn sẽ thấy rằng nó cân bằng ở ba giải luôn, và nó sẽ có những cái núm ở đây để chúng ta tùy chỉnh, hoặc chúng ta có thể là tùy chỉnh cực kỳ chi tiết ở trong app. Thì nó sẽ gần như là nó tương thích hết mọi cái phần kiểu người dùng luôn các bạn ạ. À. Và chất âm của con này thì không phải là kiểu nghe xem hái hoa thứ này kia đâu, mà chất âm nó hay thật sự. Đặc biệt là với cái phần bass, khi mà mình nghe mình cứ tưởng là con này nó sẽ thiên về những cái bài hát mà kiểu bolero cái thứ này kia, trép trép cái thứ này kia, nhưng mà không. Cái phần bass của nó là mỗi lần nó đập xuống là nó rềm hết nguyên cả cái nhà, những cái đồ vật trong nhà kiểu nó rung theo ấy. Trời ơi, nghe đã vô cùng các bạn ạ. À. Đặc biệt là các bạn mở những cái bài hát bass booster ấy, đập nghe sướng, sướng vô cùng. Về phần chất âm của em này thì phải là đỉnh của chóp các bạn nhá. Xứng đáng đến từng xu mà các bạn bỏ ra để mà các bạn sở hữu được cái em này. Cổng kết nối thì nói chung là nó cũng gọi là nhiều cổng để mà chúng ta có thể kết nối thông qua HDMI hoặc là AUX. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại thì mình chỉ sử dụng Bluetooth thôi. Các bạn nên đặt em này ở một vị trí riêng biệt thì các bạn sẽ thấy rằng là wow, nó vừa là một thiết bị trang trí nội thất đẳng cấp, nó vừa là một cái chiếc loa cực kỳ chất lượng, với tất cả mọi thứ về chất liệu hoàn thiện, từ công nghệ cũng như là về phần chất âm mà nó cho ra. Đặc biệt là về cái phần thương hiệu này, thương hiệu nó rất đáng giá cho cái số tiền khoảng 9 triệu rưỡi. Mà đây, 9 triệu rưỡi đây là một mức giá rất rẻ, rất là xứng đáng với lại cái em này, chứ không phải là kiểu tôi bỏ tiền ra để tôi mua cái thương hiệu này đâu. Nên là các bạn thể yên tâm nhé, quá xịn sò. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc loa Marshall Urban 3 này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.